Rồi, xin chào tất cả em sinh lớp 9 và với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần bài 30. Và chúng ta đã nắm được thế nào là đa giác đều, rồi cái phép quay rồi đúng không nào. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em phần luyện tập chung ở trang 90. Chỉ có cái bộ kết nối này mình có luyện tập chung thôi em nha. Chán ghê em ạ. Thầy thực sự thầy nhiều lúc quay bộ này thầy phát bực luôn mà. Nó chồng chéo quá. Bài tập chương thì luôn bài tập chương đi, bài tập luyện tập chung của các kiểu các em ha. Phần ví dụ 1 và ví dụ 2 chúng ta sẽ xem trong sách, tại vì người ta đã giải cho em rồi. Thầy đây sẽ làm cho em phần bài tập em, nhiều quá nhiều mình thầy chịu không nói. Nên là khá là mệt. Mà nó đã mệt lên là nó hay phát cáu em. Các em không tin các em mệt cũng vậy thôi. Chứ không phải riêng gì về thầy em ạ. Ta sang phần bài tập. Cho tam giác ABC có các cái đường cao. Đường cao nghĩa là đường vuông góc đúng không? ADBECF. Ở đây người ta nói là tam giác ABC, nhưng tam giác nó là bình thường thôi. Chúng ta không có nghĩa nó dưới dạng tam giác cân hay tam giác đều hay là tam giác vuông. ABC có các đường cao AD, BE và CF. Thì chưa nào? Rồi. Đó. Ok chưa? Như vậy thì người ta yêu cầu các em chứng minh rằng BCEF, BCEF đây, CAFD, CAFD đây, và ABDE, ABDE đây, đúng chưa? Là những tứ giác nội tiếp. Như vậy thì ở đây bây giờ chúng ta hãy chứng minh cái anh BCEF trước nha. Chúng ta thấy BCEF không? Được. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Đầu tiên chúng ta có là cái tam giác BEC. BEC thấy không? Đây chính là tam giác vuông tại E. Nên cái tam giác có đường tròn nội tiếp, đường tròn đường kính là gì? BC, tại vì đây chính là góc nội tiếp. Các em nhớ cái khái niệm về góc nội tiếp trắng nửa đường tròn không? Thầy vẽ lại để chúng ta hình dung này. Ví dụ đường tròn tam ô, chúng ta có cái đường kính BC đi, thì cái góc nội tiếp mà nó là góc vuông á thì nó sẽ trắng nửa đường tròn, nghĩa là cái góc BAC ở đây nếu mà nó bằng 90 độ, nghĩa góc A đây bằng 90 độ, nghĩa là nó sẽ trắng nửa đường tròn ở đây. Cái góc nội tiếp mà vuông góc thì nó sẽ trắng nửa đường tròn. Thì tương tự như vậy ở đây chúng ta thấy không? Ở đây là góc E ta vuông thì chứng tỏ nó sẽ trắng nửa đường tròn, và đường kính ta đây chính là BC, và cái tâm đây chính là nó nằm ở trên cái đường kính BC này này. Do đó BCE nó phải cùng nằm trên một đường tròn. Ta hình dung như vậy. Đường kính là BC. Chúng ta lập luận tương tự đối với cái tam giác BFC. Góc ở đây cũng là góc vuông. Thì chắc chắn BFC này cũng sẽ nằm trên cùng đường tròn. Nên là BCEF, bốn cái đỉnh của nó đã nằm trên cùng đường tròn thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là một tứ giác nội tiếp. Chúng ta chứng minh tương tự đối với những thằng kia. Các em hiểu chưa? Đó, nghĩa là ở đây chúng ta dựa vào cái góc nội tiếp, nó là góc vuông, chứng tỏ nó sẽ trắng nửa đường tròn này. Thì ở đây đối với tứ giác BCEF thì chúng ta sẽ chia thành hai tam giác. Một là tam giác BEC ở đây vuông, thì ngay chỗ đây nó sẽ trắng nửa đường tròn, chắc chắn BCE nó sẽ nằm trên cùng một đường tròn. Tương tự đối với tam giác BFC, chỗ này vuông nên là BFC cũng sẽ nằm trong đường tròn. Như vậy chúng ta tóm lại bốn cái điểm BFEC nó sẽ cùng nằm trên một đường tròn, mà nó đã cùng nằm trong đường tròn thì nó sẽ là tứ giác nội tiếp. Chúng ta lập luận và chứng minh tương tự đối với hai tứ giác này. Hiểu chưa? Nó đơn giản lắm. Ok. Rồi. Được nha.
Ở đây chúng ta có thể nối cái thằng F với E lại để chúng ta làm cái thôi. Còn mấy, tại vì khi chúng ta nối nhiều quá nó bị rối, nó bị rối cái hình. Chúng ta thầy chỉ làm cái anh B C E F để khỏi bị rối. Còn mấy thằng kia là chúng ta làm khi chúng ta nối lại chúng ta sẽ thấy ngay hai tam giác và chúng ta lập luận và chứng minh tương tự nha. Rồi, ta sẽ đi sang bài tiếp theo ha. Chúng ta sẽ đi sang ở bài tiếp theo, đó chính là bài 9.32 các em nha. 9.32. Nhiều lúc thầy dạy nó không theo cảm xúc lắm nha. Nhiều lúc mệt hay là này nọ thầy cũng hơi này nọ, nhưng mà thực chất thầy cũng muốn là thực sự là bộ dục quay về một bộ sách là nó thực sự là nó xuống nhất em. Ba bộ nó là rất là mệt mỏi đối với những giáo viên mà dạy online giống như thầy. Tại vì những giáo viên đứng lớp của các em á chỉ có dạy một bộ thôi, cho nên thầy phải dạy ba bộ mà cả lớp 9 và lớp 12 thì em biết cái thời gian mà thầy công sức của thầy bỏ ra biết chừng nào, đúng không? Còn cả khoa học tự nhiên cũng vậy chứ, đúng không? Rồi bây giờ người ta hỏi như này, 9.32 này, cho tứ giác ABCD nối tiếp đường tròn tâm O, AB cách CD tại E. Ở trên đây có hình rồi. Tính số đo các góc của tứ giác ABCD, nghĩa là ở đây chúng ta phải tính góc A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu và D bằng bao nhiêu. Ở đây người ta cho các em biết hai góc này. Nếu như bài đây, các em nhớ này, đối với tứ giác nối tiếp ABCD đã nối tiếp thì chúng ta phải nhớ là góc A cộng góc C sẽ bằng 180 độ và góc B cộng góc D cũng sẽ bằng 180 độ. Như vậy ở đây chúng ta chỉ cần biết hai góc thôi. Ví dụ góc A với lại góc B thì chúng ta có thể tính được góc D và góc C ở đây rồi. Nhưng mà ở đây á, chúng ta cần phải tìm mối liên hệ giữa các cái vị trí góc mà chúng ta đã biết ở đây. Được chưa nào? Thì chúng ta nhìn này. Giả sử như bây giờ nếu như cái bài này mà có được góc A ở đây thì coi như là tất cả mọi vấn đề đều giải quyết được hết. Có đúng không nào? Thì chúng ta thấy này. Bây giờ người ta nhìn bằng dùng thầy vào trong tam giác ABF nè. Cái thấy tam giác ABF ở đây không? Ta có góc A cộng góc B cộng góc F ở đây sẽ bằng bao nhiêu độ? Ta có góc A cộng góc B cộng góc F sẽ bằng là, ở đây ta có góc B1 đi, là bằng 180 độ. Có đúng không? Góc F có rồi. Từ đây có phải chúng ta suy ra góc B1 ở đây sẽ bằng 180 độ trừ góc A và trừ cho góc F không? Sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A chúng ta cứ để đó. Góc F ta là 20 độ thì chứng tỏ 180 độ ở đây trừ 20 thì ra đây sẽ 160 độ trừ cho góc A. Cho đúng chưa? Tương tự như vậy thầy sẽ tính ra được góc D ở đây. Được không? Thầy gọi đây chính là góc D1 đi. Trong tam giác gì? ADE. Thấy trong tam giác, hồi nãy là chúng ta đang áp dụng là tam giác ABF nhé. ABF thầy tính ra được B1. Coi như góc A đã biết, cứ để đó là 160 độ là gọi trừ cho góc A ở đây. Bây giờ thầy sẽ tính ra được góc D1 ở đây. Bằng cách nào? Áp dụng trong tam giác ADE, coi như góc A đã biết. Tam giác ADE thì chúng ta cũng có góc A cộng góc D1 cộng cho góc E cũng bằng 180 độ. Từ đó chúng ta suy ra góc D1 sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A và trừ cho góc E, nghĩa bằng 180 độ trừ cho góc góc A và trừ đây cho 40 độ. 180 trừ 40 là bằng 140 độ trừ cho góc A. Như vậy ở đây chúng ta đã có góc A, góc D1, góc B1. Bây giờ chúng ta tính được góc C, tính được đúng không? Mặt khác chúng ta sẽ tính ra được góc góc C không em? Góc C không? Được. Tại vì chúng ta có góc A và góc C, này là hai góc gì? Đối nhau trong tứ giác. Như vậy chúng ta có là vì ABCD nối tiếp nên chúng ta có góc A cộng góc C. Góc C đây này, gọi là góc C1 đi, sẽ bằng 180 độ. Suy ra góc C1 ở đây
sẽ bằng 180 độ trừ cho góc A. Rồi ok, nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ việc thế nhu tứ giác ABCD này là xong. Tại vì bốn góc này cộng lại sẽ bằng là bao nhiêu? Sẽ bằng là 360 độ đúng không? Ta có là góc A này cộng góc B1 cộng góc C1 và cộng góc D1 có phải là bằng 360 độ không? Tại vì nó là tứ giác. Mà số đo của trong tứ giác thì nó sẽ bằng là 360. Em hiểu không? Bây giờ góc A cứ để đó. Góc B1 ở đây chúng ta thế chỗ đây này. Góc B1 thì chúng ta thế chỗ đây này sẽ bằng 160 độ trừ cho góc A. Tiếp tục. Cái góc C1 đây chúng ta thế chỗ đây. Cộng 180 độ trừ cho góc A. Cái góc D1 đâu rồi? Đây, góc D1 này. Cộng 140 độ trừ cho góc A sẽ bằng 360 độ. Như vậy góc A này hết. Trừ A là bằng -2A, chúng ta chuyển qua đây. Ta lấy ở đây là 160 độ cộng 180 cộng 140 đúng không? 480 sẽ bằng ở đây 360. Ở đây trừ A với trừ A trở thành -2A, chúng ta chuyển qua trở thành là cộng 2 góc A ở đây. Chúng ta chuyển cái 360 này qua trở lại. -360 sẽ bằng 2 lần góc A ở đây. Em hiểu không? Thằng này trường này bằng 120 độ sẽ bằng 2 lần góc A. Suy ra góc A chúng ta sẽ bằng là 60 độ. Tại vì ở đây chúng ta lấy này chia cho 2 bằng 60 này. Có góc A rồi, coi như là tất cả những cái góc này chúng ta tính được nè. Ví dụ góc B1 có góc A là bằng 60, là bằng 160 này trừ 60 thì bằng 100 độ. Góc D1 này là bằng 140 trừ ở đây cho 60 thì sẽ bằng 80 độ. Còn thằng này là bằng 180 độ trừ cho góc A là 60 độ thì thằng này sẽ bằng là 120 độ. Đó. Như vậy góc B là bằng 100, góc D là bằng 80, góc C là bằng 120 và góc A là bằng 60. Được chưa? Cách làm đây là như vậy. Đó. Ta nhìn ở hình nè. Thì làm như này các em có hiểu không? Chúng ta phải sâu chuỗi các cái dữ kiện chúng ta đã biết để chúng ta làm. Đó, chúng ta đầu tiên chúng ta tính ba cái này, sau đó chúng ta dựa vào cái tứ giác nội tiếp. Thầy nói số đo của một tứ giác thì cộng lại sẽ bằng 360, chúng ta thế vô tất cả đều theo góc A và chúng ta tính ra. Có góc A coi như những cái góc kia là nó quá bình thường rồi, có đúng không? Ok. Chúng ta làm chi tiết á. Sau khi làm xong ta sẽ kết luận ở đây. Kết luận ở đây nghe. Để em thấy rõ ha. Sau khi làm rồi chúng ta thế ngược lại là ra được các cái góc mà nãy thầy đã tính cho em rồi đó. Rồi chúng ta sẽ đi làm một bài nữa ha. Ok. Ta đi sang bài 9.33 nghe em. Người ta yêu cầu các em là cho hình vuông ABCD có cạnh là bằng 4. Ghi hình cho em xem. Người ta yêu cầu các em tính chu vi diện tích của các đường tròn nội tiếp với là ngoại tiếp hình vuông ABCD. Ôi dồi, cái này là hơi dài nghe em nha. Hơi dài đấy. Như vậy bây giờ giả sử thầy vẽ một cái đường tròn để mà thầy tính đường tròn ngoại tiếp trước. Như đây là A, B, C, D. Hình vuông ta có cạnh là bằng 4.
ở đây là tầm O ở đây, cứ đúng nè. Như vậy thì để mà tính cái chu vi á, cái nhớ này chu vi của đường tròn ngoại tiếp á, nhớ là ngoại tiếp nha, chu vi đường tròn ngoại tiếp thì người ta phải nhớ công thức là bằng 2pi nhân R. Còn cái diện tích đường tròn ngoại tiếp thì ở đây nó sẽ bằng là pi nhân R bình phương. Như vậy ở đây chúng ta cần phải tính ở đây là R bằng bao nhiêu, nghĩa là bán kính của nó. Các em hiểu không? Nghĩa là chúng ta cần phải tính bán kính của nó. Như vậy chúng ta gọi R là chính là cái bán kính đường tròn ngoại tiếp của hình vuông này. Khi đó chúng ta nối thầy A với C lại. AC thì chắc chắn O nằm ở trên đây nè. AC là, như vậy chúng ta tính được AC đây là 4, ở đây 4 thì chúng ta theo Pythagore ta thì tính được, đúng không? Ta tính được AC theo Pythagore, AC bình phương sẽ bằng AB bình cộng cho BC bình, có phải không? Như vậy đây bằng 4 bình cộng 4 bình là bằng ở đây là 32. Suy ra AC sẽ bằng là căn bậc 2 của 32 sẽ bằng là 4 căn 2 của 2. Mà cái bán kính nó R này đã chính là bằng gì? OA. Mà OA này chính là bằng 1 phần 2 AC, sẽ bằng 1 phần 2 nhân 4 căn 2 của 2 sẽ bằng 2 căn 2 của 2, đúng chưa? Nhưng mà cái chu vi chúng ta thế chỗ đây bằng 2 pi nhân ở đây R là bằng 2 căn 2 của 2, 2 nhân 2 là bằng 4 pi căn 2 của 2. Còn nếu diện tích ta thế vô đây là bằng pi nhân R bình phương là bằng 2 căn 2 của 2 bình phương là bằng 8 pi, đúng không? 8 pi là xong cái ngoại tiếp rồi đấy. Ngoại tiếp ở đây chúng ta chỉ cần nói lại như này thôi. Chúng ta đi tính tại đường chéo, có đường chéo rồi chúng ta sẽ tính ra được bán kính, tại vì bán kính nó chính là OA hoặc là OC cũng được, tại vì O nó chính là trung điểm thôi. Em hiểu không? Được chưa? Còn đối với cái đường tròn nội tiếp á, nội tiếp thì chúng ta phải vẽ ở đây nó phải tiếp xúc là bốn cạnh đó, phải tiếp bốn cạnh, tiếp xúc bốn cạnh. Như vậy ở đây chúng ta còn phải tính ở đây này, tính cái bán kính OM ở đây này, thì chu vi với lại là diện tích nó như nhau thôi, công thức là như nhau, nghĩa là ở đây chúng ta phải đi tính OM, nghĩa là ở đây chúng ta phải đi tính OM ở đây chính là bằng R. Các em hiểu không nào? Như vậy AB ở đây đã có chưa? AB đã có rồi. Như vậy thì nó sẽ bằng là 1 phần 2 AB, thì phần này chúng ta sẽ lập luận thôi, nó rất là dễ, thì bằng 1 phần 2 nhân 4 thì sẽ bằng 2. Như vậy thì chu vi bằng 2B nhân R sẽ bằng là 2B nhân 2 là bằng 4B. Còn cái diện tích cũng là gì em? B nhân cho R bình phương sẽ bằng B nhân 2 bình phương cũng là bằng 4B. Đó, đây chính là nội tiếp này. Phần này là phần nội tiếp này, còn phần trên đây là phần ngoại tiếp này. Hiểu chưa? Ta chỉ việc vẽ cái hình này ra thôi. Ok. Được chưa các em? Các em à, cái hình vẽ này. Ngoài tiếp. Chi tiết không? Quá chi tiết đúng không em? Rồi bây giờ nội tiếp này. Rồi, ok.
Được chưa nào? Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái ba bài còn lại. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.